Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục dự đoán cùng Thể thao Văn hóa. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với trận đấu tiếp theo của đội tuyển Việt Nam tại bảng G vòng loại World Cup 2022. Đó là trận đấu gặp Malaysia. Đội tuyển Việt Nam đã có sự khởi đầu hết sức ấn tượng trong loạt trận mang tính quyết định ở bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đè bẹp Indonesia với tỷ số 4-0 trong một trận đấu hoàn toàn vượt trội với đối thủ về đẳng cấp và kỹ chiến thuật. Chiến thắng này không chỉ củng cố sự vững chắc ngôi đầu bảng G mà còn tạo nên sự hưng phấn rất lớn về tinh thần cho đội tuyển Việt Nam trong hành trình còn lại. Đặc biệt nó cũng cho thấy những điều chỉnh về chiến thuật của ông Park trong sơ đồ chiến thuật 3-5-2 bước đầu đã mang đến hiệu quả. Bước vào trận đấu với Malaysia, sự tự tin được coi là lợi thế lớn nhất của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Trên lý thuyết 3 điểm từ tay đối thủ này chưa thể giúp đội tuyển Việt Nam chính thức có vé đi tiếp, nhưng chắc chắn sẽ mang lại lợi thế rất lớn cho đoàn quân áo đỏ trong trường hợp phải so đo với các đội bóng đứng nhì bảng xuất sắc nhất sau này. Đây là trận đấu có tính chất đặc biệt quan trọng với đội tuyển Việt Nam, cần đánh bại đối thủ bằng mọi giá nếu như không muốn tự làm hẹp đi cơ hội giành vé đi tiếp. Malaysia đã bị dồn vào thế chân tường sau thất bại với tỷ số 0-4 trước UAE. Dù trên lý thuyết họ vẫn còn cơ hội cạnh tranh ngôi nhì bảng, người Mã chỉ còn một lựa chọn duy nhất là phải giành chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam, bởi mọi kết quả khác sẽ khiến cho thầy trò huấn luyện viên Tan Chang Hue chính thức bị loại khỏi cuộc đua. Tương quan lực lượng cho thấy Malaysia bị đánh giá thấp hơn so với đội tuyển Việt Nam khi lực lượng có nhiều biến động và chất lượng đội hình không có sự đồng đều. Thất bại ở trận đấu với UAE cũng đã chỉ ra rất nhiều hạn chế về khiếm khuyết trong lối chơi của Malaysia. Huấn luyện viên Tan Chang Hue cũng đau đầu trước một bài toán kết hợp các cầu thủ nhập tịch của Malaysia nhằm nâng cao hiệu quả lối chơi. Nhà cầm quân này mang tới UAE 8 cầu thủ nhập tịch và đã sử dụng 6 người trong số đó, nhưng gần như không mang lại hiệu quả. Lối chơi của Malaysia khá rời rạc trong tấn công và bộc lộ nhiều khoảng trống ở hàng thủ. Ngoài ra, một điểm yếu khác có thể nhận thấy ở Malaysia là nền tảng thể lực không đảm bảo. Nhiều chân sút của huấn luyện viên Tan Chang Hue đuối sức ở cuối trận và đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến họ để thủng lưới tới 4 bàn ở trận đấu với UAE. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi được đưa ra dựa trên những diễn biến thực tế và quá trình chuẩn bị của cả hai đội, và bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với phát biểu của người trong cuộc. Đội luôn chuẩn bị hai phương án cho một vị trí và có thể thay đổi khi cần thiết. Quang Hải vắng mặt chưa chắc đã tệ bởi cậu ấy vốn bị mỏi cơ và sẽ có thêm thời gian nghỉ ngơi để chuẩn bị cho trận đấu với UAE. Đội tuyển Việt Nam cần quên đi chiến thắng trước Indonesia để có sự chuẩn bị tốt nhất cho hai trận đấu với Malaysia và UAE, trong đó có một trận cần phải giành chiến thắng. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với đội hình dự kiến của hai đội cho trận đấu tới đây. Ở trận đấu với Malaysia, Đình Trọng và Trọng Hoàng sẽ trở lại sau án treo giò. Tuy nhiên, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ không có được sự phục vụ của Quang Hải khi cầu thủ này đã nhận hai thẻ vàng. Ngoài ra, chấn thương của Tuấn Anh và Văn Toàn cũng đem tới ít nhiều sự lo lắng. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng sẽ phải có những điều chỉnh nhân sự khi Văn Đức chơi không thực sự tốt ở trận ra quân. Đội tuyển Việt Nam có thể ra sân với đội hình gồm thủ thành Tấn Trường, bộ ba trung vệ Tiến Dũng, Ngọc Hải và Duy Mạnh. Bên cánh trái sẽ vẫn là Hồng Duy và nhiều khả năng Trọng Hoàng sẽ trở lại vị trí quen thuộc bên cánh phải. Do Quang Hải vắng mặt vì thẻ vàng cùng chấn thương của Tuấn Anh, bộ đôi tiền vệ trung tâm nhiều khả năng là Xuân Trường và Đức Huy. Trong khi đó, trên hàng công sẽ là bộ ba Hoàng Đức, Tiến Linh và Công Phượng. Huấn luyện viên Tan Chong Hue đang phải tìm lời giải cho bài toán hóc búa ở hàng thủ khi trung vệ Jafuan không có được phong độ tốt nhất. Đây là vị trí đặc biệt quan trọng và ông Tan Chong Hue phải cân nhắc điều chỉnh. Malaysia có thể chỉ có một sự thay thế ở hàng thủ là trung vệ gốc Thụy Điển Putra Natter sẽ đá chính từ đầu, còn trên hàng công thì bộ ba Guhemer, Sumare và Rashid vẫn là hy vọng lớn nhất. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng đến với những ngôi sao đáng chú ý trong đội hình của hai đội. Trước giờ vào cuộc, gương mặt nhận được sự kỳ vọng lớn nhất bên phía đội tuyển Việt Nam vẫn là tiền đạo Nguyễn Tiến Linh. Chân sút này là mũi nhọn nguy hiểm trên hàng công và ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 với 3 bàn. Trong khi đó bên phía Malai, đó là tiền đạo Mohamadou Sumare, tiền đạo gốc Gambia, dù chưa thể hiện được nhiều ở trận đấu với UAE, song vẫn là chân sút đáng gờm nhất trong đội hình của Malaysia. Cầu thủ này đã ghi 6 bàn ở vòng loại World Cup 2022 và là sát thủ số 1 của ông Tan Chong Hue trong nhiều năm qua. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng đến với những thông tin về lịch sử đối đầu và phong độ của hai đội trong thời gian qua. Trong 5 trận gần nhất, đội tuyển Việt Nam thắng 4 trận và hòa 1 trước Malaysia. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã ghi tổng số 7 bàn thắng vào lưới đối thủ và để thủng lưới 3 bàn. Kể từ khi huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt, đội tuyển Việt Nam luôn chiếm thế thượng phong mỗi lần hai đội gặp nhau, để lại khá nhiều ký ức buồn cho huấn luyện viên Tan Chong Hue trong 3 năm qua. Còn về phong độ, đội tuyển Việt Nam đang bất bại trong 5 trận gần nhất, trong đó có 3 chiến thắng và 1 trận hòa ở vòng loại World Cup 2022 và thi đấu giao hữu quốc tế. Các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo ghi được 9 bàn và chỉ để thủng lưới 1 bàn ở 5 trận đấu gần đây. Ngược lại, Malaysia thi đấu khá tệ trong các trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 và giao hữu quốc tế với 3 thất bại liên tiếp, không ghi được bàn thắng nào. 2 trận thắng trước đó đều đến từ năm 2019. 5 trận gần nhất, Malaysia để thủng lưới 9 bàn và ghi được 3 bàn.
Và thưa quý vị, tỷ lệ của trận đấu này đội tuyển Việt Nam sẽ chấp Malaysia 1-1. Malaysia giống như một đối thủ ưa thích của huấn luyện viên Park Hang-seo và đội tuyển Việt Nam trong 3 năm qua. Đoàn quân của huấn luyện viên Tan Chong Hue đã nhiều lần thất bại trước đội tuyển Việt Nam ở các trận đấu đặc biệt quan trọng. Ở cuộc tái đấu tại vòng loại World Cup, không nhiều hy vọng để Malaysia có thể làm nên bất ngờ và lựa chọn Việt Nam có thể là một lựa chọn an toàn ở trận đấu này. Còn bây giờ sẽ là tỷ lệ tài xỉu. Tỷ lệ tài xỉu của trận này là 21/4. Đây là trận đấu mà hai đội đều muốn giành thắng lợi để mở ra cơ hội đi tiếp, song sự khác biệt lớn nhất là chất lượng hàng công là khác nhau. Các tiền đạo của Malaysia đã tìm ngòi từ khá lâu và khả năng xuyên thủng hàng thủ của đội tuyển Việt Nam là rất thấp. Trong khi đó cũng sẽ không dễ để các học trò huấn luyện viên Park Hang-seo có được cơn mưa bàn thắng vào lưới Malaysia như ở trận đấu với Indonesia và lựa chọn xỉu sẽ là lựa chọn hợp lý. Còn bây giờ sẽ là dự đoán của báo Thể thao và Văn hóa. Chúng tôi nhận định rằng đội tuyển Việt Nam sẽ vượt qua Malaysia với tỷ số là 2-0. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.